Cô thân mến xin chào tất cả các con. Rất vui khi được đồng hành cùng chúng ta trong chương trình Tiếng Việt lớp 5 bộ sách Chân trời sáng tạo. Và để biết được bộ sách này chúng mình được học những gì và các con sẽ phải chuẩn bị những gì thì cô trò chúng mình sẽ cùng nhau đi thực hành khám phá hai cuốn trong bộ sách Trân trời sáng tạo tiếng Việt lớp 5 nhé. Hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các bạn, đầu tiên đó là cấu trúc chương trình của hai bộ sách Tiếng Việt tập 1 và Tiếng Việt tập 2. Đối với hai bộ sách này thì ở tập 1 các con sẽ được học 4 chủ điểm và một tuần ôn tập giữa kỳ, một tuần ôn tập cuối học kỳ. Tương tự như vậy Đối với tập 2, chúng ta cũng được học 4 chủ điểm, có 1 tuần ôn tập giữa học kỳ 2 và 1 tuần ôn tập cuối học kỳ 2. Vậy thì với cấu trúc chương trình như thế này thì trong bộ sách giáo khoa Tiếng Việt 5 Chân trời sáng tạo đắc chia ra thành các chủ điểm và chúng mình nhìn thấy rằng cô đã phân tích lên trên này những chủ điểm đều rất gần gũi và quen thuộc đối với chúng mình bắt đầu từ bản thân rồi đến gia đình, bạn bè, trường học mở rộng hơn là chủ điểm gắn bó về thiên nhiên, quê hương, đất nước và rộng hơn nữa là thế giới. Cô ví dụ đối với chủ điểm bản thân thì các con sẽ được làm quen trong khung trời tuổi thơ chuyển sang chủ điểm về gia đình thì chúng mình sẽ có chủ điểm đó là chung sống yêu thương tương tự như vậy mỗi chủ điểm này đều đưa các con vào những thế giới trong trang sách với biết bao nhiêu điều kỳ thú và chúng mình sẽ được khám phá dựa theo các chủ điểm đó đều rất gần gũi quen thuộc và cô tin chắc rằng sẽ dễ dàng để chúng ta chinh phục được những chủ điểm những bài học trong từng tuần học nhé như vậy thì mỗi bài học trong từng chủ điểm này sẽ được phân chia như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển tiếp tục. Một bài học sẽ được chia ra thành những nhiệm vụ, những phần. Thứ nhất đó là phần khởi động. Tiếp theo là phần khám phá, luyện tập. Và phần cuối cùng chính là phần vận dụng. Vậy thì ở nội dung phần khởi động, các con sẽ được làm quen và sẽ được tham gia khởi động bằng những câu đố, bằng những trò chơi vô cùng kỳ thú trong tiết học và trong uh, khóa học tiếng Việt lớp 5. Không chỉ vậy, trong nội dung của phần khám phá luyện tập, các con sẽ được củng cố và được luyện tập bốn kỹ năng, đó chính là kỹ năng nghe, nói, đọc và viết đối với kỹ năng đầu tiên đó là kỹ năng đọc. ở kỹ năng đọc này các con sẽ được cùng nhau thực hành thực luyện đọc từ đọc câu đọc ngắt nghỉ diễn cảm. đối với kỹ năng đọc hiểu thì các con sẽ được hoàn thành những bài tập đọc hiểu dưới những hình thức rất là thú vị như là trắc nghiệm như là nói trả lời ngắn các bài tập liên hệ so sánh để thỏa sức chúng mình có thể phát huy được quan điểm riêng, được trí tưởng tượng, sáng tạo riêng của mỗi bạn. Tiếp tục, không những vậy, trong nội dung của phần đọc còn có phần đọc mở rộng. Ở đây thì các con sẽ được chia sẻ phiếu học và thiết kế ra những phiếu học để chúng mình có thể tham gia chia sẻ với các bạn ở trên lớp về nội dung câu chuyện, về chủ đề mà mình đã được học trong phần đọc mở rộng trong nội dung tiếp theo đó chính là nội dung viết, các con sẽ được nghe viết chính tả, viết đoạn bài được chưa ạ? Đối với thực hiện kỹ năng viết thì chúng ta sẽ có phần viết đoạn bài và viết bài văn. Ở phần các con viết bài văn thì mình sẽ được đưa ra một loạt những chi tiết mẫu như là phần mở bài, thân bài, kết bài, từng ý triển khai như thế nào, được lập thành một sơ đồ tư duy rất là dễ hiểu nếu như chúng mình đăng ký tham gia khóa học này. Không những vậy, trong nội dung của phần viết đoạn văn thì chúng mình sẽ được thực hiện viết những đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc trước một sự việc hoặc là một bài thơ, một câu chuyện. Vậy là ở phần nội dung này, trí tưởng tượng và cảm xúc của các con sẽ hòa vào trong những lời văn, vào trong những câu văn để chúng ta tự do bay bổng trong thế giới cảm xúc riêng của mỗi bạn. Tiếp theo, chúng ta sẽ được nêu ý kiến về một hiện tượng xã hội. Vậy thì đối với đoạn văn này, chúng ta sẽ được tự do nêu được quan điểm riêng của mỗi bạn và đưa ra được những ý kiến, những lý lẽ, những dẫn chứng để bảo vệ cho quan điểm của mình đấy. Trong nội dung của viết bài văn ở chương trình lớp 5, các con sẽ được học chủ yếu đó là văn tả người và tả phong cảnh. Bên cạnh đấy, chúng mình sẽ được viết lại những bài văn có một phần kết thúc dựa trên một câu chuyện đã kể. Ngoài ra, các con còn được thực hiện viết một bài văn giải thích về một hiện tượng tự nhiên, về một bài giới thiệu sách hoặc là một một báo cáo về công việc hoặc là về một chương trình mà các con đã thực hiện. Vậy là ở chương trình lớp 5, phần viết bài văn đã mở rộng ra thêm nhiều những lĩnh vực liên quan gắn liền hơn với thực tế, huy động đầy đủ vốn sống, vốn hiểu biết của chúng ta trong thực tế. Vậy thì ngoài những đoạn văn bài văn trong sách giáo khoa khi tham gia và khi đăng ký khóa học này các con sẽ được thực hành uh, học về cách tìm ý cách triển khai ý trong từng bài văn trong từng đoạn văn không những vậy con còn được học về cách sắp xếp các ý sao cho khoa học sao cho logic nhất ngoài ra con còn được học tập về cách sử dụng những từ ngữ những câu văn chứa đầy hình ảnh những câu văn kim cương chuyển sang chủ Nội dung tiếp theo đó chính là nói và nghe. Ở phần này thì chúng ta sẽ được nghe hiểu về chủ đề, những chi tiết quan trọng. Bên cạnh đấy, các con còn được nghe, ghi chép lại các ý kiến riêng và các con nghe kể câu chuyện. Khi mà các con thực hiện những phần nghe, hiểu, nghe ghi lại và nghe kể thì chúng ta sẽ được trao đổi, sẽ được tranh luận để có thể đưa ra được những ý kiến và phát huy hoàn toàn ở đây, đó chính là khả năng giao tiếp của các con. Khả năng nói và khả năng nghe. Như vậy, đối với phần tiếp theo trong nội dung nói và nghe và trong nội dung của chương trình này thì chúng mình sẽ được làm quen với phần đó là luyện từ và câu. Ở chương trình lớp 5, phần luyện từ và câu sẽ có một số những nội dung chính. Thứ nhất chúng mình cần phải kể đến đó là phần mở rộng vốn từ. Các con sẽ được học mở rộng vốn từ theo các chủ điểm, được chưa ạ? Và các bài tập hệ thống hóa vốn từ. Làm sao để mở rộng câu, viết câu cho thật hay, thật hiệu quả ạ? Bên cạnh đấy, các con còn được làm quen với cuốn từ điển. Các con được học về cách tìm từ về cách xác định nghĩa và công dụng của những từ điển này, của nghĩa từ này. Ngoài ra, mình còn được học thêm, hiểu thêm về những thành ngữ, về những tục ngữ của dân tộc rất là dễ hiểu. Bên cạnh đó, con còn được hiểu về nghĩa của một số yếu tố, một số từ ngữ có tính Hán Việt, có yếu tố Hán Việt thông dụng, được chưa ạ? Và chủ yếu đây đó là từ đồng âm khác nghĩa. Vậy là nội dung của phần luyện từ và câu không chỉ có phần mở rộng vốn từ, khai thác thêm về phần từ điện, những yếu tố về Hán Việt mà chúng ta còn được học về từ. Ở lớp 5, các con sẽ được làm quen với bốn thể loại, bốn từ loại chính đó là từ đồng nghĩa, từ đa nghĩa, đại từ và kết từ. Như vậy, tiếp theo chúng mình sẽ được học về đặc điểm này, thành phần này và chức năng của những câu đơn, của những câu ghép. Và ngoài ra, con còn được làm quen thêm hai dấu câu nữa, đó là dấu gạch ngang và dấu gạch nối. Vậy là ở phần luyện từ và câu đã mở rộng ra thêm nhiều những kiến thức hơn so với các chương trình lớp 1, lớp 2, lớp 3 và lớp 4. Đòi hỏi chúng ta phải có một sự chuẩn bị thật là kỹ càng. Do đó, khi mà chúng mình thực hiện học thì mình sẽ còn được học thêm về những biện pháp tu từ mới hơn, mở rộng hơn so với chương trình lớp 4 và lớp 3 nữa đấy. Đó chính là biện pháp tu từ điệp từ và biện pháp tu từ điệp ngữ. Khi các con học thêm hai biện pháp này rồi, kết hợp với hai biện pháp đã được học trong chương trình lớp 3 và chương trình lớp 4, đó là biện pháp so sánh, biện pháp nhân hóa thì cô tin là các bạn sẽ dễ dàng viết được những câu văn viết được những uh, bài văn những đoạn văn giàu hình ảnh giàu chất biểu cảm và cuối cùng trong nội dung của phần vận dụng ở đây thì các con sẽ được vận dụng những nội dung đã học vào các tình huống thực tế để phát triển khả năng ngôn ngữ của chúng mình qua các bài tập như là đóng vai giải ô chữ hay là trò chơi vậy là chúng mình thấy các phần trong tiến trình của một bài học đều hướng tới việc phát triển năng lực của người học do vậy khi mà các con tham gia khóa học này chúng ta còn được học tập thêm về hai tuần học ở mỗi một kỳ đó chính là tuần ôn tập giữa kỳ và ôn tập cuối kỳ trong nội dung của phần ôn tập thì chúng mình sẽ được ôn luyện về tất cả các kỹ năng đọc, viết, nói và nghe và kèm theo đó là kiến thức về tiếng Việt. Ở 7 tiết trong nội dung phần ôn tập thì tiết đầu tiên chúng ta sẽ được ôn tập về luyện đọc thành tiếng và luyện đọc hiểu. Ở tiết thứ hai các con sẽ được học về luyện đọc, ôn luyện về chính tả. Tiết 3 sẽ ôn luyện về nói và nghe. Tiết thứ tư là ôn luyện về kiến thức tiếng Việt luyện từ và câu. Ở tiết số 5, các con sẽ được ôn tập về viết đoạn văn, viết bài văn. Tiết số 6 và tiết số 7 sẽ là hai tiết tổng hợp đánh giá lại ở khái quát nội dung những kiến thức đã được học trong chương trình. Như vậy, để chuẩn bị thật tốt tâm lý và sẵn sàng tinh thần bước vào một năm đầy uh, rất nhiều điều mới mẻ đúng không nào? thì chúng ta cần phải chuẩn bị cho cô đó là đọc trước sách giáo khoa các nội dung của bài học. tiếp theo khi mà các con uh, thực hiện uh, mua bài học, mua khóa học thì chúng mình cần phải theo dõi thường xuyên theo dõi các bài giảng của các thầy cô giáo để có thể nắm chắc được chương trình lý thuyết và vận dụng vào thực hành những bài tập có liên quan. Ngoài ra, chúng ta còn được luyện tập củng cố bằng một loạt những hệ thống bài tập khi mà các con tham gia vào khóa học này. Vậy thì từ những nội dung mà chúng ta đã được cô giới thiệu và những điều mà cô lưu ý cho chúng mình khi mà chúng ta muốn học tập học tập thật tốt trong chương trình tiếng Việt lớp 5 bộ sách chân trời sáng tạo thì cô hy vọng rằng cô trò chúng mình sẽ có những phút giây thật là thăng khoa theo từng cảm xúc của bài học và sẽ có những bài học chất lượng bổ ích giúp các con tiến xa hơn, bay xa hơn để đi đến được đích đến và đi được đến thành công trong những năm học tiếp theo của mình nhé. Như vậy là vừa rồi Cô Trang đã thực hiện giới thiệu xong về chương trình, về khóa học và về bộ sách Trân trời sáng tạo tiếng Việt lớp 5. Cô rất mong và chào đón các con khi tham gia khóa học của cô. Xin chào và hẹn gặp lại.